mọi người, bây giờ ở Việt Nam chắc là đang tối rồi nhưng mà cảnh khá là đẹp, cho nên Hà vẫn live stream cho mọi người để các bạn khi mà ngủ dậy thì có thể coi. Hiện giờ Hà đang ở Ayia Napa, là một vùng biển ở Cyprus. Mọi người thấy ha, nước rất là trong xanh ha. Nước rất là xanh luôn, mặc dù bây giờ là 7 giờ rưỡi tối rồi. 7 giờ rưỡi tối nhưng mà trời vẫn còn sáng, mặt trời thì sắp lặn ở xa xa. Thì bây giờ đã đang là mùa hè của châu Âu, cho nên là khoảng 8 giờ tối thì trời mới tối hẳn. Nãy đang trong Sunny và Mio. Mặt trời chút xíu nó lặn rồi. Ướt quần không sao, không sao, ướt quần. Ướt quần không sao, chút xíu vô bà thay. Đây. Trơn ngà, trơn ngà. Nước biển cực kỳ trong luôn. Nếu mà ban ngày thì mình sẽ thấy là nước biển có màu xanh ngọc. Còn bây giờ thì đã là 7 giờ rưỡi tối ở bên này rồi. Hà đang ở Ayia Napa, ở Cyprus, và thấy cảnh mặt trời lặn quá là đẹp, cho nên là Hà lại live stream cho mọi người cùng coi cảnh mặt trời lặn. Bây giờ bên này là 7 giờ rưỡi tối, chắc là ở Việt Nam rất là khuya rồi đúng không? Đây, bờ biển có những cái bãi bãi đá mà mình có thể đi nè. Rất là thích ha. Bên đây có sỏi, có ốc cho tụi nhỏ lụm. Ba ơi, đi vô trong villa không? Ốt quần đó hả? Đây, mặt trời bên này thì sắp lặn rồi. Đó, mặt trời sắp lặn. Villa của nhà họ ở thì ở phía bên kia ha. Chào bạn Ánh Đinh. Ồ, Việt Nam là 23 giờ 37 phút rồi. Chào bạn Nhiên Phạm. Ở đây rất là yên bình ha. Đây là bãi biển riêng. Tại vì là khu private, khu riêng, rất là vắng cho nên là rất là thoải mái và bãi biển rất là sạch. Ở xa là đã nghe tiếng nhạc rồi nha, anh không có yên đâu nha. Anh bước qua phía bên kia một cái là club, với lại tại vì khu vực này là nổi tiếng với lại những cái quán. Chưa, nhưng mà kéo ở trong cái khu vực này là nổi tiếng là những cái quán mà club. Anh cầm dép giùm em đi. Khu vực này là ở Ayia Napa này, ở Cyprus, là nơi mà nổi tiếng dành cho giới trẻ đó nha. Mặt trời lặn ở phía xa rồi. Giờ mình đi về cái villa của mình. Cái khu này chắc mới khai thác thời gian gần đây hay sao á. Nó thấy nó còn hoang vắng và vắng vẻ lắm. Nhưng mà được cái rất là yên bình. Ở đi đường nào? Đây rồi đi. Mát lắm. Mùa hè trời thì nắng nhưng mà khí hậu thì rất là mát mẻ. Có kìa, có cô bé Tây rất là xinh gái đi xa xa. Chào Phạm Trưởng. Phạm Trưởng đang online luôn. Mình đang đi về villa chỗ mình ở ha. Bước ra là tới biển. Đây, đến villa của nhà mình ở rồi. Ở đây có một cái bãi cỏ rất là đã. Phạm Trưởng ơi, qua đó, qua đó banh với anh Hải kìa. Đó, phía xa xa là view biển đó. Ở ngoài đó đó, chiếc tàu nó mở nhạc sóng á. Ủa quên, nó mở nhạc mic á. Thôi chờ trên cái du thuyền nhỏ đó. Bạn Mai Cương hỏi là biển ở đâu. Hà đang ở biển Ayia Napa. Ở Cyprus là một vùng đảo thuộc châu Âu. Này, bỏ áo xuống con. Ở đây có rất là nhiều những cái hoa dễ thương lắm nè. Các bạn coi những cái hoa mọc ven đường của nó rất là xinh.
con chào ba vô nè con. Vừa rửa chân nha. Không có vừa rửa chân nha. Trời ơi, cái ngoài kia thuyền mà chơi nhạc gì mà khủng khiếp. Ở đây 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 đây, nhà mình đây. Phạm trưởng hỏi bên đó có chồn không anh kìa. Có mèo với chưa thấy chồn nha. À, đây. Đây là villa của nhà ở đây. Mấy bạn nhỏ thì vừa mới bơi xong. Thôi vô kia rửa chân. Ở đây có nước không ba? Đây nè, có nè. Rửa chân nhé. Cho mẹ Hà rửa chân cái. Rồi, cho mẹ Hà rửa chân luôn nè. Rồi, đi vô, đi vô. Rio vừa mới bơi, vừa mới lên. Mấy bạn nhỏ thì vừa mới bơi lên. Đây là hồ bơi ở trong villa của nhà Hà. Rồi Mio đi. Vô đường nào? Con thích vô đường nào? Đường nào cũng được, đường đó cũng được, đường này cũng được. Rồi. Mấy bà con đi đường đó đi hả? Mình đi đường. Ở đây thì có một cái vườn và phía dưới cái vườn này, ở phía dưới đây cũng có phòng ngủ á. Có phòng ngủ, có bếp. Có lớp để làm chơi dưới, nó không có tạo tiếng ồn cho hàng xóm. Muốn mà chơi ăn nhậu gì thì mình xuống dưới hầm. Đây. Ở dưới thì không có. Mày chơi trước sân bây giờ này lên đèn hết rồi. Đây, đây là phòng khách. Đó. Phòng khách này là sẽ thông ra với lại hồ bơi. Hồi nãy thì mình đang ở ngoài hồ bơi đó, mọi người xem đó. Đây là cái view hồ bơi ha. View hồ bơi và view biển ở phía xa ha. Hà đang ở Cyprus, là một vùng đảo thuộc châu Âu. Thì ở đây hiện tại là cách Việt Nam mình chắc khoảng là 3-4 tiếng gì hả? 4-5 tiếng gì đó. Đây là bếp. Bếp. Ở đây thì có thang máy nè. Có thang máy. Ở dưới thì sẽ có một cái sân vườn. Phòng dưới rộng hơn đúng không anh? Ủa nãy giờ anh đi đâu vậy? Đây có cái sân vườn nhỏ nhỏ ha. Bây giờ Hà sẽ đi xuống dưới tầng hầm. Ở cái villa này Hà đang ở thì có một trệt, hai lầu và một cái tầng hầm. Thì dưới tầng hầm thì rất là rộng. Ở đây thì mới có 7 giờ rưỡi tối thôi và mặt trời bắt đầu lặn. Đây. Đây là ở dưới tầng hầm ha. Dưới tầng hầm cũng có phòng khách nè. Đó, bên đây có một cái phòng ngủ. Có phòng bếp ở dưới này luôn. Thí dụ bạn bè mình chơi mình xuống dưới này thì sẽ không có bị ồn ào ảnh hưởng đến hàng xóm. Restroom ha. Phòng ngủ nè. Đó, đây là phòng ngủ. Đó. Hà rất là thích ở đây tại vì bữa giờ Hà toàn là ở khách sạn không mà. Mỗi lần giặt đồ thì toàn là phải dùng dịch vụ giặt đồ. Còn ở đây thì có cái ở trong đây có cái bếp luôn nè. Ở trên lầu cũng có cái bếp, ở dưới hầm cũng có cái bếp nhỏ. Thì có cái máy sấy và máy giặt cho nên nhà Hà đang giặt đồ. Sunny. Hello Sunny, hello Mio. Hello. Đâu có ai trên này đâu. Đâu có đâu, tại anh bị lạnh á. Chứ em thấy bình thường mà. Lạnh quá. Ở trong rất là đẹp. Ở đây mà có một cái quầy ba về tối có thể là nhậu ở đây. Ở trong đây là cái tủ đồ ăn hết. Có thể phòng VIP ngồi riêng bên kia cũng được. Ngồi ba này cũng được, hoặc nhậu đây cũng được. Bên đây là có bếp. Bếp. Rồi đây là phòng ngủ, ai xỉn gì vô đây ngủ chỗ này. Rộng hơn không chỗ này kìa. À, em mới vô trong đó. Hả? Em mới vô trong đó. Ở nhà không lên, lên lầu. Đi lên lầu trên luôn, lầu 2 đi. Đi vô thang máy đi. Chắc đi lên bây giờ là mình sẽ thấy rõ mặt trời lặn hơn. Hồi nãy lúc mà đứng ngoài biển thì cũng có quay cho những bạn nào mà mới mở livestream lên mà coi á, thì đã thấy mặt trời đang lặn. Nhà của Hà đang chuẩn bị ăn tối.
Ok, vô. Siêu quậy. Siêu quậy hả? À, hai anh chị chắc đang tắm thay đồ ngoài tắm hả? Ừ, chắc vậy. Các bạn ơi. Các bạn ơi. Nhâm lên các bạn ơi. Đây xem thử. Đây. Ủa mặt trời lặn mất tiêu rồi. Nè, còn đẹp lắm kìa. Oh wow, mặt trời đây. Đây view mặt trời lặn. Đó, được đẹp không? Đây. Đây mặt trời lặn ở phía xa xa nha. Mặt trời lặn ha. Mọi người đã thấy này được chưa? Bên đây là mặt trăng, bên đây là mặt trời. Bây giờ bên này mình nhìn mặt trời xong mình sẽ mình qua bên này mình nhìn mặt trăng nha. Mặt trăng bên đây, mặt trăng bên đây. Trời ơi, mặt trăng mà chào bạn. Đó, mặt trời đang lặn. Ở ngay phía dưới là biển, hồi nãy Hà đang đứng ở dưới biển, lúc nãy lúc mà Hà mới livestream cho mọi người, Hà đứng ngay phía biển ở trước mặt đó, phía dưới. Đẹp ha. Nắng nắng ơi, chị đang ở Cyprus, ở đảo Sip nha. Dạ. Cho các bé đi du lịch bên này. Còn ở Việt Nam bây giờ này đã rất là tối rồi chứ đâu có ngắm mặt trời lặn được như vậy đâu. Mio xin đi. Mặt trời sắp lặn rồi. Ôi mặt trời lặn rất là đẹp. Mio. Tối lên đây ngồi là lý tưởng luôn á. Chúc mọi lên nhậu ha. À, quá tuyệt vời luôn. Hồi sáng nhà đó. Việt Nam mình có hay đó. Được không? Rồi ba để ba lau cái nền nhà. Sao tôi con chào ta. Ở đây nguyên một cái nhà từ thang máy gặp cho tới tất cả các đồ vật dụng đều màu trắng hết à. Đây. View biển. Sắp buổi chiều rồi nên trời đã khá là tối rồi. Bây giờ bên này là 8 giờ tối rồi nhưng mà trời cũng đang rất là sáng và mặt trời đang rất là đang lặn bên kia. Tụi nhỏ đang rất là vui bởi vì mới vừa bơi xong. Chưa có dấu hiệu đói bụng. Rồi. Thôi chắc bây giờ mình livestream một tí xíu. Trời sao nước không vậy? Nước này đi cầu thang là té nha, đi từ từ thôi. Đi sát của mình bắt đi con. Hả? Tại cô đi cái này cô mới quay được. Cô bị tắt tiếng nè. Thôi thì chắc bây giờ đi một phòng cho mọi người cùng ngắm hoàng hôn với Hà rồi thì cô tự nhiên xin này gọi mẹ là cô. Hai bạn ở đây. Mẹ ở đây. Thì bây giờ thì đúng đã là tối rồi thì chắc nhà Hà đang sẽ chuẩn bị ăn tối. Còn chúc mọi người sẽ có
một giấc ngủ ngon nha. Bây giờ ở Việt Nam mình cũng đã là 12 giờ đêm rồi. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại nha.